Minh kính chào quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình bình luận thời sự của đài Vna TV. Chương trình này được phát hình trực tiếp trên Facebook, YouTube à, thứ ba và thứ sáu hàng tuần lúc à, 13 giờ 15 phút chiều. Sau đó được trình chiếu trên đài VNA TV, Orange County 57.3, San Jose 16.10 ngày thứ sáu và thứ bảy từ 8 giờ tới 9 giờ tối. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi kính thưa quý khán thính giả bình luận thời sự số 1 có tựa đề nhân tài Việt Nam trong các năm 2016 à, xin lỗi 2026 đến 2030 à, Kính thưa quý khán thính giả trong tuần lễ này à, có một tin tức đặc biệt nói về sự việc Đảng Cộng sản Việt Nam à, xây dựng à, nhân tài cho vùng máy cầm quyền của Cộng sản Việt Nam Điều đáng ngạc nhiên Đến mức lạ lùng Là không hiểu do tính toán Như thế nào Mãi cho đến năm 2026 Cho đến 2030 Tức là 5 năm nữa Cộng sản Việt Nam Mới quyết tâm Thực hiện mang nhân tài Vào trong cuộc máy Cầm quyền Của Cộng sản Việt Nam Và 5 năm nữa khi mang nhân tài vào trong nguồn máy cầm quyền cộng sản Việt Nam thì vẫn là à, một một nhóm nhân tài rất là nhỏ giọt à, tin tức từ Hà Nội cho biết sau 5 năm nữa à, từ năm 2026 cho đến 2030 nhân tài sẽ chiếm ít nhất từ năm à, từ 2 đến 5% trong cơ cấu lãnh đạo của các bộ, các cơ quan ngang bộ, chính quyền tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam, đó là một phần trong số các đề xuất của Bộ Nội vụ đưa ra trong dự thảo gọi là chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài được tường thuật trên các báo thanh niên, người lao động và Việt Vietnamnet trong những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021. Dự thảo chiến lược viết rằng việc thu hút trọng dụng nhân tài sẽ nhắm đến không phân biệt nhân tài là đảng viên hay là người không thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, người Việt Nam ở trong nước hay người Việt Nam ở ngoài nước, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nhân tài được cống hiến và đại ngộ xứng đáng với kết quả thực hiện nhiệm vụ và các báo đã dẫn lại các dự thảo theo nội dung kể trên. Một số người sau khi đọc bản tin thì một số người trong và ngoài nước liên đặt nghi vấn là tại sao không đặt mục tiêu cao hơn là 40 đến 50% lãnh đạo cấp bộ cấp tỉnh là nhân tài mà chỉ cho con số từ 2 cho đến 5% trong các bộ các tỉnh là là nhân tài còn còn lại thì 98 99% 98 cho đến 95% À, không phải là à, nhân tài à, đây là à, một bản tin à, kỳ lạ đối với bản tin kỳ lạ này một ông à, đặng hữu võ à, cựu thứ trưởng tài nguyên môi trường của cộng sản việt nam đã đưa ra à, nhận định ông đặng hùng võ cho rằng việc thu hút nhân tài giờ đây còn khó hơn so với khoảng 10 hay 15 năm trước, 10 hay 15 năm trước theo ông Đặng Hùng Võ là Kiếm nhân tài đã khó rồi, bây giờ thì 5 năm, năm nữa mới bắt đầu đi kiếm nhân tài thì lại càng khó hơn. À, bởi vì theo ông Đặng Hùng Võ, à, nạn chạy chức, chạy quyền hiện nay càng trầm trọng tạo thành xu hướng à, đi đến thể chế thân hữu. Thậm chí à, có những trường hợp à, cán bộ có khuyết điểm à, còn được bổ nhiệm cao hơn à, dẫn đến các tâm lý tiêu cực làm cho à, người dân, À, không à, tin tưởng vào khả năng à, thực sự muốn à, mang nhân tài à, về để mà à, phục vụ à, Việt Nam. À, kính thưa quý khán thính giả, à, tin tức về nhân tài của Đảng Cộng sản Việt Nam à, cho thấy rằng à, bây giờ 5 à, năm, năm nữa thì Cộng sản Việt Nam mới mang nhân, nhân tài, nhưng mà bây giờ vấn đề đặt ra là nhân tài lấy từ đâu? Thì thứ nhất nhân tài uh, theo 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 kiểu cộng sản việt nam uh, làm việc uh, uh, trong nhiều thập niên vừa qua thì nhân tài được uh, cộng sản việt nam tuyển chọn như sau thứ nhất hậu vệ tức là uh, thái tự đảng uh, thứ nhì uh, tiền tệ tức là đứt lót tiền bạc thì để, thì được kể như uh, nhân tài đưa vào quần máy lãnh đạo uh, thứ ba là quan hệ tức là uh, có quen biết uh, lớn có nhiều người đỡ đầu À, đưa vào à, quần máy lãnh đạo thứ tư tức là chót đó, sau cùng mới là trí tuệ mới là những người có văn bằng à, thực sự có tài à, với cái, cái 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 cơ chế xã hội à, theo kiểu nhất hậu vệ à, hai tiền tệ ba quan hệ à, bốn à, trí tuệ thì rõ ràng còn lâu nhân tài mới à, có thể à, lọt vào được à, quần máy à, điều hành. À, hành tránh à, cấp lãnh đạo của Việt Nam, cấp quận à, cấp bộ à, và các tỉnh khác à, sự việc à, vừa rồi qua cái đại lạc mà gọi là hậu vệ tiền tệ quan hệ trí tuệ thì nhân tài à, ở Việt Nam cho dù à, Cộng sản Việt Nam tiên liệu là qua tới năm 2026 cho đến năm 2030 vẫn là à, nhân tài à, giả bởi vì qua hệ thống đại lập hậu vệ tiền tệ và quan hệ và trí tuệ này thì đương nhiên những nhân tài này à, được đặt vào và họ cũng sẽ có văn bằng nhưng mà nhớ rằng văn bằng à, tại Việt Nam là văn bằng giả và được sự à, bao che của Đảng Cộng sản bằng cách là những người hay là những đại học sản xuất bằng giả Đảng Cộng sản không bao giờ cho phép phổ biến à, danh tánh của những người xài bằng giả. Bây giờ qua tới thành phần thứ hai là những uh, nhân tài thật, tức là những người có học, uh, có trình độ uh, sẽ được cộng sản Việt Nam tuyển chọn uh, vào uh, năm 2026 2030. Thì nhớ rằng uh, ở các bộ, ở các tỉnh, ở các thành phố uh, tất ngay cả uh, từ cấp thấp nhất uh, xã cho uh, đến trung ương, ấp, uh, xã, ấp uh, đến trung ương bao giờ cộng sản việt nam cũng có một hệ thống gọi là hệ thống đảng ủy cho nên các nhân tài này à, dù là họ là nhân tài thật khi đưa về bộ thì à, trên đầu họ vẫn có cấp ủy bộ khi đưa về tỉnh thì có tỉnh ủy khi đưa về thành thì có thành ủy đưa về quận thì có quận ủy tức là nhân tài thật trên đầu nhân tài thật bao giờ cũng có đảng ủy và vì vậy nhân tài thật nó sẽ trở thành à, nhân tài bù nhìn bởi vì đảng ủy các cấp hầu hết đều không có văn bằng hoặc văn bằng giả mà lại cai trị những người có tài thật có văn bằng thật thì những người có tài thật đương nhiên họ sẽ trở thành những nhân tài bù nhìn nói tóm lại dự kiến xây dựng nhân tài của đảng cộng sản việt nam từ 5 năm tới 5 năm nữa hai mươi hai mươi ba mươi thì chỉ có hai loại nhân tài thứ nhất là nhân tài giả à, qua hệ thống hậu vệ tiền tệ quan hệ trí tuệ à, thứ nhì là nhân tài thật thì bị à, ngồi trên đầu bị bao vây bởi à, cấp ủy à, tỉnh ủy thành ủy à, cấp ủy ở ở các bộ à, song song với việc à, làm à, tuyển mộ nhân tài một cách à, phi lý như vừa kể thì à, tin tức À, trong tuần vừa qua, cũng cho biết là ông Phạm Quốc Vượng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dùng ông Phạm Quốc Vượng để xây dựng một cái giải thưởng gọi là giải thưởng uh, VinFuture uh, nhằm phát uh, phần thưởng uh, cho những khoa học gia uh, tài ba của toàn thế giới và giải thưởng lớn nhất uh, tới uh, 4 uh, triệu 500 ngàn Mỹ Kim uh, và từ cái giải thưởng 4 triệu 500 ngàn Mỹ Kim dành cho nhân tài, cho khoa học gia thì chúng ta hãy nhìn xem liệu chừng có khoa học gia nào của Việt Nam dự được được dự vào cái giải này một cách công bằng hay không. Muốn như vậy chúng ta hãy nhìn đời sống gọi là khoa, khoa học gia tại Việt Nam. Những khoa học gia đã từng làm việc với quốc tế, đã từng làm việc với Singapore, đã từng làm việc với các quốc gia khác trên thế giới nhưng mà khi lui về Việt Nam tiền lương chỉ là 3 triệu à, hồ tệ à, mỗi tháng tương đương khoảng à, 150 đô la thì với cái mức à, lương mà sinh sống như vậy thì thử hỏi là à, nhân tài à, làm sao à, có thể làm sao sản sinh ra được nhân tài và khi sản sinh ra được nhân tài thì nhân tài sẽ rơi vào hai cái lưới lưới thứ nhất là nhân tài giả, lưới thứ nhì là nhân tài à, bù nhìn à, trình bày như vậy để để cho thấy là à, con đường gọi là đi tìm nhân tài của cộng sản việt nam hoàn toàn bê tắc vậy thì vấn đề đặt ra muốn có nhân tài thực sự thì tìm ở đâu câu trả lời đương nhiên à, phải tìm ở nguồn máy giáo dục trong mỗi quốc gia nhân tài phải phát xuất từ nguồn máy giáo dục. Mà giáo dục, giáo dục của cộng sản Việt Nam là gì? Giáo dục cộng sản Việt Nam là là giáo dục uh, những người để sau này trở thành đoàn viên um, thanh niên Hồ Chí Minh, trở thành uh, đảng viên Đảng Cộng sản. Họ không phải là trí thức, họ chỉ là uh, những tôi tớ uh, trung thành của Đảng. Và vì vậy, giáo dục cộng sản Việt Nam uh, là một giáo dục uh, hoàn toàn không sản sinh ra trí thức, không sản sinh ra nhân tài thì làm gì có nhân tài để cung ứng à, cho Việt Nam à, theo dự kiến của Cộng sản Việt Nam à, những năm 20, 26, 20, 30 à, đây là một lần nữa cho thấy rằng cái cái bế tắc à, cội nguồn của nhân tài Việt Nam ngoại trừ à, cái cơ chế xã hội ngoại trừ à, cái à, à, nạn à, buôn quan bán tước nạn à, mua bán bằng giả nạn nhân tài bu, buôn nhìn thì quần máy giáo dục của cộng sản Việt Nam là quần máy không hề sản xuất nhân tài mà chỉ sản xuất những tôi tớ trung thành để phục vụ để và bảo vệ quần máy cầm quyền cộng sản Việt Nam à, nói tóm lại thì rõ ràng con đường duy nhất để Việt Nam có thể xây dựng nhân tài phát triển nhân tài không còn con đường nào khác hơn là con đường thay đổi cơ chế cai trị của cộng sản của của Việt Nam mà thay đổi cơ chế cái ở đây là gì tức là phải dân chủ hóa và nhân quyền hóa à, Việt Nam kính thưa quý khán thính giả à, đề tài thứ nhất tới đây là chấm dứt xin quý khán thính giả đón à, theo dõi đề tài thứ hai có tựa đề trung trọng ngăn cản quốc tế điều tra Covid 19 à, kính thưa à, quý khán thính giả à, mới đây nhất à, tin tức à, cho biết à, là phái đoàn tổ chức y tế thế giới gồm 10 nhà khoa học của 10 nước gồm có Hoa Kỳ, Úc, Nga, Đan Mạch, Anh, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Qatar và Việt Nam. Thì phái đoàn của 10 nước này thì có hai người tiền trạm chưa được vào Trung Quốc. một số chuyên gia khác phải chờ đợi ở quốc gia thứ ba. À, đối với sự việc à, chậm trễ à, không cho à, chuyên gia Liên Hợp Quốc à, vào à, điều tra à, cộ, nguồn Covid-19 tại Trung Quốc thì bên phía Trung Quốc trả lời như sau trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh hôm nay tức là ngày 6 tháng Nhiên à, đại giải thích với báo chí vấn đề không chỉ đơn thuần là thị thực nhập cảnh Trung Quốc muốn biết chính xác thời gian thăm viếng và mục đích của phái bộ kính thưa quý khán thính giả à, đây là một à, một một à, tuyên tuyên bố à, thoái thác không cho phép Liên hợp quốc vào điều tra cội nguồn của Covid-19 tại à, tại Trung Quốc bằng cách nêu ra hai lý do lý do thứ nhất là bên phía Trung Quốc đòi hỏi à, phái đoàn điều tra phải cho biết rõ ràng cái thời gian họ họ có mặt tại trên lãnh thổ Trung Quốc là là bao nhiêu. Kính thưa quý khán giả, cuộc điều tra làm sao biết trước được là cuộc điều tra đó sẽ kéo dài một tuần, 10 tuần, 10 tháng làm sao biết được. Cho nên chưa điều tra và ngay cả khi cuộc điều tra mở mở màn đến nữa, không ai có thể báo trước được rõ ràng là cuộc điều tra sẽ kéo dài trong bao nhiêu ngày, trong bao nhiêu tuần lễ. À, cái lý do thứ nhì là bên phía trung cộng còn đòi hỏi là phái đoàn điều tra phải nói rõ các mục tiêu điều tra điều tra gồm bao nhiêu mục tiêu đây cũng là một điều một lý do mà trung cộng nêu ra để mà gây khó khăn cho cuộc điều tra của liên hợp quốc nhìn vào cái thái độ của trung cộng trong các cuộc điều tra y tế của Liên Hợp Quốc nhìn vào Trung Cộng thì tin tức cho biết 17 năm sau khủng hoảng dịch viêm phổi xa tình trạng thiếu minh bạch vẫn tồn tại trong các đối phó dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc. Nếu giới y tế Trung Quốc có chia sẻ những hiểu biết cốt yếu của họ cho các nhà nghiên cứu trên thế giới về xa, thì cội nguồn của siêu vi corona chủng mới vẫn là nhạy cảm cho nên à, trong quá khứ và mãi cho đến bây giờ đối với Covid-19 cái việc mà tìm hiểu cội nguồn à, của Covid-19 vẫn là vấn đề nhạy cảm tại Trung Quốc nói là nhạy cảm nhưng mà sự thật đây là một vấn đề à, Trung Quốc không à, muốn cho thế giới thấy cái à, lỗi phạm nặng nề của Trung Quốc là bằng cách nào mà Trung Quốc đã để cho Covid-19 lây lan trên khắp thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, từ nhiều tuần nay truyền thông nhà nước loan tải những lập luận của chính quyền và chuyên gia địa phương uh, cho rằng họ đang hoài nghi về cội nguồn và về giả thuyết siêu vi xuất phát từ bên ngoài Trung cộng rồi mới nhập vào Trung cộng. Chính ngoại trưởng Vương Nghị của Trung cộng mới đây cũng tuyên bố uh, ngày càng có nhiều yếu tố cho phép nghĩ rằng COVID-19 có thể đã xuất hiện nhiều nơi khác trên địa cầu. Thì trong khi ngăn cản phái đoàn y tế thế giới vào lãnh thổ trung cộng để điều tra nguồn của COVID-19, thì COVID-19 thì thì nhà cầm quyền trung cộng đang cố tình viết lại lịch sử phát tán COVID-19 ở trung cộng bằng cách đưa ra những lý lẽ vu vơ đưa ra những tin tức loan truyền rằng là covid 19 vốn có có mặt nhiều nơi trên thế giới và từ bên ngoài Trung Quốc covid 19 đã vào Trung Quốc chưa phải Trung Quốc là nơi phát đi covid 19 không phải Trung Quốc là là là, là, là lãnh thổ cội nguồn của covid 19 kính thưa quý khán thính giả. À, công tác của phái đoàn chuyên gia tổ chức y tế thế giới hoàn toàn không được đề cập đến trên báo chí uh, tiếng hoa và chắc chắn các chuyên gia quốc tế sẽ được uh, sẽ được kèm kẹp uh, chặt chẽ nếu họ uh, bước vào lãnh thổ của vũ hán bằng mọi giá thành phần đặt dưới sự kiểm soát này uh, không muốn thấy sự xuất hiện uh, những trường hợp uh, lây nhiễm mới tức là trung quốc sẽ um, uh, bưng bít các trường hợp lây nhiễm các cái cội nguồn khởi sự của Covid-19 ở Trung Quốc làm gợi nhớ những gì đã xảy ra vào mùa đông năm ngoái những hình ảnh chuyến xe lửa từ Bắc Kinh đến Vũ Hán các nữ tiếp viên đã đeo găng tay khẩu trang hai lớp kính bảo hộ để tiếp hành khách kính thưa quý khán thính giả những tin tức vừa rồi cho thấy Trung Quốc một mặt mà bưng bít tin tức bằng cách ngăn cản không cho phái đoàn quốc tế y tế quốc tế vào Vũ Hán vào lãnh thổ Trung Quốc để điều tra cội nguồn của Covid-19. Trong khi đó, thì nhà cầm quyền Trung Quốc cố tình viết lại lịch sử phát triển của Covid-19 à, tại Trung Hoa à, Chưa kể bị ra những tin tức Cho rằng Covid-19 à, Từ các quốc gia à, Khác trên thế giới Nói một cách lơ mơ thôi Không nói rõ ràng Covid-19 từ quốc gia nào Trên thế giới nhập vào, vào Trung Quốc Mà chỉ nói rằng Từ các à, quốc gia khác trên thế giới Đã nhập vào Trung Quốc Chứ Covid-19 không phải từ Trung Quốc à, Bay đi à, khắp thế giới à, Người ta à, Còn nhớ rằng vào à, cuối năm 2000, à, 2019, đầu năm 2020, à, khi à, Covid-19 à, bùng phát tại Vũ Hán, thì nhà cầm quyền à, Trung Cộng lúc bây giờ à, ra một à, lệnh nghiêm cấm à, dân cư trú tại Vũ Hán không được ra khỏi lãnh thổ Vũ Hán để di chuyển trong nội địa Trung Quốc. Đó là cái cấm thứ nhất. Điều thứ nhì, nhà cầm quyền Trung Cộng cho phép dân chúng Vũ Hán được ra phi trường Vũ Hán, bay ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa à, đi khắp thế giới. Và tin tức cho biết, à, trong thời gian đó đã có khoảng 100.000 hành khách Trung Quốc bay đi khắp thế giới. Đó là cội nguồn cụ thể cho thấy rằng Covid-19 sở dĩ lan truyền đi khắp thế giới là sự việc à, Trung Quốc đã đẩy đi 100.000 công dân Trung Quốc Vũ Hán uh, bay đi khắp thế giới vào dịp Covid-19 đang phát triển mạnh mẽ tại uh, tại Trung Quốc. Uh, bây giờ uh, vấn đề đặt ra là tại sao uh, Trung Quốc thứ nhất uh, bưng bít tin tức về Vũ Hán, thứ nhì tri tình đẩy đi khắp thế giới 100.000 công dân Vũ Hán uh, có thể đã mang virus vũ hán đi đi khắp thế giới. À, như à, à, bình luận nhiều lần, mỗi lần nói tới những đe dọa của Trung Quốc, mỗi lần nói tới những ý đồ của Trung Quốc, à, người ta thường à, nhắc lại cái câu phương châm của của, của Mao Trần Mao Đông. À, phương châm này cho rằng thế giới đại loạn thì Trung Quốc đại trị và cái sự việc cho virus 19 đi khắp thế giới cũng là một trong những mục tiêu tạo cho thế giới đại loạn và thế giới đại loạn thì thì theo quan điểm của người uh, Trung Quốc đặc biệt là của Mao Trạch Đông thì uh, Trung Quốc mới có cơ hội uh, khống chỉ thế giới uh, kiếm uh, tiền lời uh, trên toàn thế giới nhanh những uh, dịch vụ y tế uh, có liên quan tới Covid 19 và từng bước một khống chế thế giới trong các lĩnh vực khác nhau kinh tế thương mại ngoại giao quốc phòng. Bên cạnh Covid 19, người ta thấy rằng Trung Quốc đã không ngừng quấy nhiễu thế giới qua những hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, qua cái việc Trung Quốc sử dụng thế lực mềm để điều khiển thế giới bằng đồng tiền của mình đặc biệt là mua chuộc các quốc gia nhỏ nghèo để những quốc gia này hỗ trợ cho sự việc Trung Quốc điều khiển Liên Hợp Quốc tính theo số phiếu của những thành viên của các quốc gia trong Liên Hợp Quốc một trong những thái độ quấy nhiễu an ninh của thế giới là Trung Quốc đã ngang nhiên xóa bỏ cái bản án, ngang nhiên xé bỏ cái bản án ngày 12 tháng 7 năm 2016. Xét xử uh, Tân kiện uh, Trung Quốc về việc uh, Trung Quốc đã uh, ngang nhiên chiếm giữ Biển Đông, uh, chiếm giữ uh, biển của uh, Tân Và cũng uh, qua thế lực mềm, uh, Trung Quốc đang dần dần uh, mua chuộc uh, uh, Liên Hợp Quốc, uh, mua chuộc những uh, vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc. Người ta không ngạc nhiên, À, ngày nay thấy liệu, um, Trung Quốc chém chệ ngồi ở Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc ngồi ở uh, ghế xử án uh, tòa án quốc tế của Liên hợp quốc trong um, song với tất cả những công việc vừa kể thì uh, như tin tức đã trình bày uh, Trung Quốc hiện nay là một thế lực gián điệp lớn nhất nguy hiểm nhất uh, số lượng uh, nhân sự làm gián điệp cho Trung Quốc uh, đông đảo nhất thế giới và điều vô cùng đáng quan ngại là sau 40 năm Hoa Kỳ vỗ béo trung cộng thì Hoa Kỳ đang gặp những rắc rối, những đau đớn nặng nề do sự vỗ béo này thì bây giờ Nga Xô đang còn tiếp tục vỗ béo trung cộng đó là tương lai không tốt đẹp trong quan hệ giữa Trung Quốc với Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý khán thính giả Bình luận thời sự số 2 à, đã chấm dứt. Xin quý khán thính giả đón theo dõi bình luận thời sự số 3 với tựa đề hoạt động của tư đảng là bí mật quốc gia. À, sở dĩ tựa đề à, dùng cái nhóm chữ, hai cái chữ tư đảng. À, bởi vì à, tư là tư nhân, đảng là một đảng do tư nhân thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam là do một nhóm người, do một nhóm tư nhân thành lập. Không hề do quần chúng việt nam bầu lên ghế cầm quyền cho nên hiển nhiên đảng cộng sản việt nam là một tư đảng và từ cái hoạt động của tư đảng bây giờ cộng sản việt nam uh, lợi dụng cái địa vị uh, cầm quyền theo kiểu cướp chính quyền đã ra là một cái luật lệ uh, gọi là luật bảo vệ bí mật uh, quốc gia bí mật quốc gia ở đây chính là bí mật hoạt động của tư đảng Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, hàng loạt báo chí chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin, trong đó có báo Tiền Phong thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong bài viết có tựa đề Phương án nhân sự À, gồm tổng bí thư chủ tịch nước à, thủ tướng à, chủ tịch quốc hội là tuyệt mật cho hay thủ tướng vừa ban hành quyết định à, danh mục bí mật nhà nước của đảng theo đó bí mật nhà nước à, có độ tuyệt mật đối với công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng gồm có à, kết luận tờ trình báo cáo thông báo biên bản công văn của trung ương đảng ủy ban kiểm tra đảng giải quyết các tố cáo đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư và nguyên ủy viên bộ chính trị ban bí thư chưa công khai đó là à, nội dung của à, luật pháp gọi là à, bí mật à, đảng được à, quy định là bí mật à, quốc gia À, trước những tin tức này thì ông à, nguyễn quang a tiến sĩ nguyễn quang a một trong những người bất đồng chánh kiến à, đang à, sinh sống tại việt nam à, cho ý kiến ông à, nói rằng tôi cho rằng công luận có thể đang đặt ra nhiều câu hỏi thậm chí là quan ngại nhưng tôi à, không thể nói thay cho bất cứ ai ý kiến riêng của tôi là bất kỳ một tổ chức nào một đảng chính trị nào cũng phải minh bạch và chỉ có minh bạch công khai thì lúc đó mới có thể được tính chánh đáng được sự tin tưởng ít nhiều nào đó của công chúng riêng ông nguyễn hữu vinh một người bất đồng chánh kiến thứ hai lại đưa ý kiến cho rằng không nên lẫn lộn giữa quy định nội bộ của một đảng chính trị với bí mật nhà nước đối với toàn dân để tránh sự lạm dụng Trước câu hỏi liệu uh, động thái mới này của Đảng và chính quyền thông qua văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có được tôn trọng và chấp hành hay không tức là cái uh, luật mà bảo vệ vi mật quốc gia của Đảng Cộng sản do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa mới ký ban hành uh, liệu chừng có được uh, tôn trọng và chấp hành hay không và mục đích của những uh, ban hành đặt ra có đạt được hay không thì uh, cũng chính ông nguyễn hữu vinh đã đưa ra một câu trả lời tôi cho rằng chắc chắn nó sẽ có một tác động răn đe đối với các đảng viên của đảng chính trị còn đối với dân chúng như tôi đã nói dân chúng không thể lấy đâu ra những tin tức gọi là bí mật nhà nước mà trong thực tế đây là bí mật cao cấp nhất của đảng thì thử hỏi dân chúng làm sao có những tin tức này à, những người dân không có liên hệ gì cả và vì vậy đưa ra một cái luật răn đe quần chúng uh, không được bàn tán uh, không được uh, uh, truyền tải bí mật của đảng uh, là một việc làm uh, phi lý ông uh, nguyễn hữu vinh nói tiếp tôi nghĩ là quy định mới rất khó được tôn trọng việc bầu chọn sắp xếp nhân sự của đảng cộng sản uh, từ trước tới nay là đề tài bàn tán Thông tin luôn luôn được lan truyền rộng rãi, có thể sử dụng việc áp dụng quy định bí mật quốc gia để phạt hoặc bắt bớ một số trường hợp, nhưng cũng sẽ không ngăn cản được việc thông tin sẽ được tuôn ra và bàn tán rộng rãi ở trong xã hội. Thì cuối cùng, ông Nguyễn Hữu Vinh kết luận. Đơn giản tôi có thể nói ngay rằng đây rõ ràng là bước lùi về mặt công khai dân chủ. À, trước hết đó là việc quy định sai nguyên tắc những vấn đề của một đảng lại quy định thành bí mật quốc gia thứ hai họ không dám để dư luận nhận xét đánh giá về công tác cán bộ của mình à, không dám công khai quy trình bầu chọn lựa chọn cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt đồng thời những cán bộ nhận trách nhiệm cũng không dám đương đầu với dư luận cách làm tốt thì nhiều nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ cần công khai minh bạch hoặc ít nhất à, theo tôi thì bỏ những quy định kỳ quặc gọi là à, bí mật à, quốc gia à, kính thưa à, quý khán thính giả à, những à, tin tức à, vừa mới được trình bày à, cho thấy à, không cần phải à, lý luận dông à, dài à, người ta à, đều biết rằng à, luật lệ à, cho rằng cái sự bàn cãi trong nội bộ cao cấp của đảng về các ghế cầm quyền là bí mật quốc gia. Một điều phi lý mà chúng ta thấy ngay là Cộng sản trước công chúng bao giờ cũng khiêm tốn, Những khiêm tốn ở trong ngoặc kép, có nghĩa là giả vờ khiêm tốn, bảo rằng đảng là công bộc của dân, dân là chủ nhân ông tối cao của đất nước, nhưng mà qua cái sự việc đảng lấy sinh hoạt của đảng quy định như là bí mật quốc gia thì rõ ràng công bọc đã cấm ông chủ tức là người dân không được biết đến không được bàn tán việc đảm chia chác các kế cai trị à, đây là một việc làm à, cực kỳ phi lý công bọc quay ngược lại à, cấm chủ nhân ông tức là người dân không được bàn tán à, không được à, truyền tải những à, việc làm à, chia chác à, ghế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. À, điều kế nữa là trong Đảng Cộng sản Việt Nam, à, một trong những à, phương pháp đã đảng, đảng dùng để hấp dẫn đảng viên, tức là à, đối với quần chúng bên ngoài thì à, Đảng áp dụng chế độ chuyên chế, nhưng đối với trong Đảng giữa đồng chí với nhau, theo kiểu nói của mấy ông cộng sản à, thì phải áp dụng chế độ dân chủ à, trong à, trường hợp này thì rõ ràng luật mà bảo vệ bí mật quốc gia tức là bảo vệ công việc tính toán tranh giành các kế lãnh đạo cao cấp trong nội bộ đảng nó là bí mật quốc gia ngay cả những đảng viên cũng không được biết tới ngoại trừ các đảng viên cao cấp với nhau điều này rõ ràng vi phạm điều mà chính cộng sản việt nam gọi là dân chủ trong nội bộ đảng À, trở lại với cái ý niệm Đảng Cộng sản Việt Nam là một à, nhóm à, tư danh à, không do dân bầu ra thì tại sao cái việc à, chia chác các ghế à, cai trị um, trong à, đảng lại à, là một à, bí mật quốc gia à, với sự nhấn mạnh ghế cai trị là của dân người dân đã bầu người thay mặt dân ngồi vào ghế cai trị tôi xin nhắc lại ghế cai trị tức là quyền cai trị đất nước là quyền tối cao của người dân người dân đã bầu ra à, một số người mà người dân nghĩ rằng có đủ tài đủ đức để điều hành công việc đất nước à, gọi là à, cai trị đất nước thì à, một lần nữa xác định ghế cai trị là người dân là sở hữu ghế cai trị đất nước à, trong khi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp cái ghế cai trị này và tự ý chia chác cho nhau. Vừa chia chác cho nhau, vừa đấm đá lẫn nhau bởi vì sự chia chác à, không đồng đều, à, không vừa ý giữa các à, đương sự đang à, tranh giành ghế và à, để 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 che đậy tính cách à, phi pháp, tính cách à, phi nghĩa của việc cướp ghế, à, chia ghế Đấm đá lẫn nhau để tranh giành những ghế đã cướp được Đảng Cộng sản Việt Nam đành phải ra luật gọi là luật bí mật quốc gia Bảo vệ người dân không được biết tới Không được thảo luận về việc nội bộ đảng đang sâu xé lẫn nhau về các ghế cai trị Sở dĩ có cái sự việc đấm đá lẫn nhau như vậy Bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ vẫn cai trị đất nước à, theo à, cái à, mô thức hành tránh kim tự tháp tức là đảng à, chiếm cái, à, quyền hành đất nước à, được biểu tượng như là một khối kim tự tháp và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm đỉnh kim tự tháp rồi từ từ à, thân kim tự tháp rồi đáy kim tự tháp là người dân còn phía trên từ à, từ từ, từ cạnh kim tự tháp đến đỉnh kim tự tháp là toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam à, đã chiếm giữ người dân bắt buộc phải phải tuân theo bây giờ à, muốn à, ổn định việt nam không gì à, bằng là phá vỡ cái hành chánh kim tự tháp à, do cộng sản việt nam xây dựng để áp dụng chế độ độc quyền tài toàn trị và kim tự tháp hành chánh kim tự tháp phải thay đổi được bằng hành chánh hạch tâm hành chánh hạch tâm là mọi người cùng làm việc với nhau không lấy quyền hành của đỉnh kim tự tháp mà lấy lẽ phải, lấy sự hợp lý, lấy quyền lợi tập thể, lấy quyền lợi của quốc gia, đất nước làm chuẩn, thì từ đó đất nước mới có thể được cai trị, được điều hành một cách công bằng và hợp lý. Nếu mà làm khác như vậy, thì rõ ràng đây là một chế độ độc tài toàn trị. Kính thưa quý khán thính giả, đề tài thứ ba của bình luận thời sự tới đây là chấm dứt xin quý khán thính giả nhớ bấm subscribe ở bên cạnh cái chuông để chương trình bình luận thời sự tiếp tục đến với quý khán thính giả trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kế tiếp trân trọng kính chào